Rồi Lucian láo Kai'Sa nữa, Kai'Sa hoài gần diệt, thả là bích, thả là bích. Mấy ông này phải bích Raven ném mới được, chứ để mấy ông chơi Kai'Sa hoài là không được này. Rồi chi tiết nữa. Hit bot. Ông si là bùm ba là bùm ba là ba bùm ba là e. À rồi quýnh cho cân game chứ giết ba mạng team bên kia không giết được ai. Rồi không cần lắm nha. Cái đậu xanh nữa chứ, gịch đem boy. Ghê vậy anh trai. Cảm ơn Dragon nha, trời ơi. Levi. Ê lộn. Listen. Vô game không? Vô game không? Em đi xa quá, em đi xa quá. Nó mới không nơi đây. Ờ hát nữa với mấy quyền, hát giống. Ôi. Chơi lớn, chơi lớn, chơi lớn. Wow. À. Ơ cứ ghê. Rồi, bên này cần hai. Bên này hai nó thấy nó lớp mình nó biết cái nó ham giết mình. Nhưng mà đâu có ngờ mình cần hai. Đờ này nó giỡn lắm, đừng tưởng nó giỡn, đờ này nó giỡn lắm. Hồi nhỏ đờ nó hay giỡn rồi chứ lớn lên nó giỡn. Rồi rồi rồi, mục tiêu đã nhắm, nhắm mục tiêu thành công. Đúng à, gỡ chậm gì đâu, gỡ xíu, sớm xíu có mạng rồi. Ừ còn lát nha, còn lát nha. Mấy pha này không cần bứt trụ sớm để giết nó mất cho nó khỏi farm. Rồi đây 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 đây, chuồng hai, đây chuồng hai nó đi xin, đi xin, đi xin, đi xin vô nó lết cho hẳn vô g xong rồi kéo đây là 7 chết rồi cho hẳn vô g đừng kéo nha. Gần anh đây nó kìa, đây lết rồi à, quýnh sai sách rồi nó lết rồi, nó phải g chứ. Ai ai ai. Hết cũ.
Má, trời ơi, gây ơi. Coi nè, đây là một lần thôi nha. Ủa hay vậy? Hay cũng chết thôi. Nó bình nè. Quỷ lì xin làm content. Ây da. Để tao tới anh em ơi. Tao tới nè, tao tới nè. Xin con xa vắng cao hắn xu quen thuộc. Xịu đôi chân mong con lớn con đắng con nghe lời mẹ. Dù mồ hôi thấm vai chỉ cần thấy con cười. Là những âu lo phiền muộn tan trôi. Ồ. Gì vậy? Gì vậy? Trời, giả mang. Giả mang con ngang thì chứ. Tính gờ mình qua nhưng mà nó đâu có ngờ. Hay dạ. Nó không ngờ nó chết. Cái xa còn gờ mini ơi, chạy mini ơi. Gây tính gờ vậy. Ê, nhậu được nha, nhậu tụi nó được nha. Lách. Ê, lưu lưu. Mắc cỡ quá hai ơi. Bây giờ không mắc cỡ lắm. Mắc cỡ quá hai ơi. Ây da. Không có quen nha. Trời. Nó không kịp đồng hồ luôn á. Để đợi chị anh em một cái trích nè. Đó là khi anh em bấm vô cái thằng nổ của anh em có thể sử dụng chiêu, ví dụ như đây anh em bấm mạng, vừa bấm mạng nổ xong anh em dùng chiêu nè, tôi sẽ đúp đúp nha nè. Thấy chưa, còn một kiến thức lượm phải cái này luôn. Tưởng tướng lỗi là được hả? Tướng lỗi gặp gì đấy cũng chịu thôi nè. Bắn nè bắn cái nữa nè. Chịu. Ghi vô, lấy sổ ghi vô. Nó trong mấy trường cái đó sẽ sử dụng ghi trong mấy trường hợp mà mình dí nó có hệ thống nổ á, hoặc là mình chạy mà nó dí theo mình á. Ví dụ như mình chết ghiêu đi, mình vừa muốn chạy vừa muốn bắn quy hồi chiêu á, đứng đây xong vừa bấm hệ thống nổ vừa quy nó xả hai cái một lúc. Mấy pha đứng cưng năm cho đời nổi. Xin cái bên kia anh em à. Bên kia phối hợp làm content bên kia cái.
một mạng. Ây da, không được rồi. Em nhớ like subscribe kênh cho tao nha, mấy anh em.